Rồi đây là mẫu con thỏ mới nha anh chị bạn. Con thỏ mới. Con thỏ này nó cũng mới về nè. Thì cái này em bơm sẵn cho anh chị các bạn xem rồi ha. Để cho anh... Đây cái hình ảnh nó chưa bơm đây. Chưa bơm. Cái này nó chưa có bơm nè. Đó, chưa có bơm. Thì bây giờ em sẽ đo kích thước chưa bơm cho các bạn xem ha. Đây nó có kích thước nè, khoảng cỡ 6 tấc mấy anh chị bạn nha, 6 tấc mấy. Thì kích thước của sản phẩm này anh chị vào website em ha. 6 tấc 3. Vào website em á, thì trong cái website em nó có cái mẫu nạm mã này nè. Thì anh chị bấm vào đó thì nó sẽ có số lượng của từng sản phẩm. Cái link website em để dưới phần mô tả ha. Anh chị bấm like, đăng ký và bấm cái chuông luôn ha. Để khi em đăng tải những cái sản phẩm mới lên thì anh chị và các bạn dễ cập nhật. Màu này cũng dễ thương ha, bông bay á. Nên anh chị các bạn bán là phải xác định bán bay hay là bán cây. Nếu bán cây thì mua thêm cây que ha. Mua thêm cây que, ghi chú trong đơn hàng là mua thêm cây que ha. Còn nếu như bán bay là cái khí mình phải tự chế, khí hydro anh chị các bạn ha.